Đến hết tháng 6, tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, với 177.000 doanh nghiệp cá nhân hộ sản xuất đang vay vốn. Trong đó cho vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ ước đạt 33.700 tỷ đồng, chiếm 37% tổng dư nợ cho vay toàn ngành, với hơn 100.000 khách hàng còn dư nợ. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cải tiến phương thức cho vay theo hướng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, huy động vốn, tạo nguồn lực để ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là cho vay theo Nghị định số 55.